Chú thích Kinh Pháp Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chương 1. Phẩm tựa thứ nhất. Người giác ngộ chân lý đã được tam muội trong tam giới, vững chắc như núi cao, tánh không tự tại. Hoa trời muôn màu bay xuống, đại địa chấn động không ngừng, tượng trưng cho lời khen vượt thời gian và không gian, khai thị một thứ nhân duyên. Diệu pháp như là chân lý của loài hoa sen. Tại một vùng núi ở Ấn Độ, trời ơi, đã đi đoạn đường khá xa rồi, sao vẫn chưa tới núi Kỳ Xào Vật nơi thành Dương Xá vậy nhỉ? À, quên xem kìa, ở bên kia kìa. Hả, có thật không? Chà, quên xem, có khoảng 8 vị Bồ Tát tụ tập bên đó kìa. Chà, đi nhanh lên đi, chúng ta mau qua bên đó xem đi. Quên coi kìa, vua A Xà Thế cũng dẫn đại thần hoàng tộc đến đây nghe Đức Phật thuyết pháp kìa. Ý, quên hãy nhìn bên kia, Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa nhập vào thiền định. Ồ, đó chính là Đức Phật vĩ đại tôn quý mà mọi người thường nhắc đến sao? Ồ, đúng rồi. Sau khi Đức Phật thuyết xong kinh Vô Lượng Nghĩa, xếp chéo hai chân lại ngồi thiền, sau đó nhập vào thiền định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm không một chút lay động. À, huynh thấy không, trên trời có rất nhiều hoa sen bay xuống kìa. Đúng rồi, đều rơi xuống chỗ Đức Phật đang ngồi và phía trên đại chúng dự hội. Thơm quá. Đúng vậy, thật thơm quá. Trời ơi, sao mặt đất lại nhấc động lên vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mặt đất chấn động. Quả thật không thể nghĩ bằng, sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có hàm ý gì? Ngươi đi hỏi người khác xem sao. Mau đi. Vâng, đại dương, tiểu nhân sẽ đi tìm hiểu xem sao. Xin hỏi, lúc nãy sao lại có hoa trời rơi xuống? Mặt đất sao lại chấn động lên vậy? Xin nói tôi nghe có được không? Xin cứ yên tâm, đây là ánh sáng từ lông trắng giữa chằng mày của Đức Phật chiếu khắp phương đông, một muôn 8.000 cõi Phật tịnh độ, cho nên mới có hiện tượng này xuất hiện. Ta nghĩ chắc mọi người đều muốn biết sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đúng vậy không? Bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi có câu hỏi muốn thỉnh giáo với Ngài. Ngài và Đức Phật có nhân duyên tiền kiếp, cũng từng thân cận cúng dường vô lượng vô số Đức Phật. Chắc là Ngài biết Đức Phật phóng ánh sáng giữa chặng mày hiện phép màu này là có hàm ý gì. Xin Ngài chỉ dạy cho. Di Lặc Bồ Tát vĩ đại cùng các vị cầu đạo, các vị lắng nghe cho kỹ. Trong vô thủy kiếp xa xưa trước đây, có một Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Minh Đăng xuất hiện trên thế gian này, tạo ra phép màu giống hệt như bây giờ, đồng thời tuyên thuyết giáo lý. Pháp mà Ngài nói lúc đó chính là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng chính là bộ kinh mà Đức Phật muốn tuyên thuyết bây giờ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chương 2. Phẩm phương tiện thứ hai. Người trí liễu ngộ chân lý giống như ngôi sao sáng giữa đêm tối tăm, phá tan bầu trời đen tối, đi đến trần gian chỉ vì một đại sự nhân duyên.
đối với hữu tình chúng sanh khai thị, ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là trí tuệ vượt qua không và có. Lúc này, Thế Tôn từ chánh định an lành xuất định và nói với Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất à. Dạ, có đệ tử. Ông có muốn biết trí tuệ của Phật rốt cuộc là gì hay không? Bạch có, thưa Thế Tôn, xin Ngài dẫn dắt chỉ dạy cho. Xá Lợi Phất, trí tuệ của Phật vô cùng thâm thúy sâu xa và cũng rất khó thông đạt lý giải cho được. Ngay cả thanh văn duyên giác cũng không hiểu rõ. Hả? Khó vậy sao? Xem ra với trình độ của chúng con không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải không có người lý giải được rồi sao? Pháp mà Như Lai đã thuyết vô cùng sâu xa, vô cùng vi diệu, nên rất khó lý giải. Chỉ có Như Lai mới thấu hiểu được, mà còn chứng ngộ tất cả giáo lý mà Như Lai thuyết. Xá Lợi Phất à, ngay cả một đệ tử có trí tuệ như ông cũng không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Đúng vậy, thật tướng tồn tại chỉ có Như Lai mới hiểu được thấu triệt. Như Lai sẽ tùy theo căn cơ của mỗi người mà dùng phương tiện lực để lập ra ba thừa giáo, chỉ dẫn chúng sanh thoát ly khỏi cảnh khổ. Nhưng những điều đang nói bây giờ là pháp phương tiện thứ nhất mà các ông đều rất khó hiểu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là diệu pháp lớn duy nhất của Phật thừa. Ấy, sao Đức Phật lại nói như vậy chứ? Nếu ngay cả Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ bậc nhất cũng không hiểu được, vậy chúng tôi phải làm sao hiểu đây? Đúng vậy, lẽ nào chẳng có ai có thể hiểu được một cách thấu triệt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Thưa Thế Tôn, bây giờ chúng con đều rất muốn biết chân lý cao thượng này, hơn nữa cũng chân thành muốn hiểu rõ pháp phương tiện thứ nhất mà chư Phật khen ngợi đó. Xá Lợi Phất à, dù ta có nói ra, các ông vẫn không thể hiểu được trí tuệ sâu xa của Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn xem những tín chúng mến phục Ngài đây, tất cả đều như có vẻ cảm thấy mơ hồ. Bạch Thế Tôn, bất luận thế nào cũng xin Ngài chỉ dạy chúng con. Xin Ngài hãy giảng thuyết thật tướng của bộ kinh Pháp Hoa này cho chúng con. Xá Lợi Phất, thôi chẳng nên nói nữa. Chẳng nên nói nữa là bởi vì một khi ta đã nói ra thì tất cả thiên long bát bộ trên thế gian và người đời, họ đều sẽ cảm thấy kinh sợ và nghi ngờ mà chẳng dám tu tập tiếp nữa. Hả? Bạch Thế Tôn, đệ tử chân thành cầu xin Ngài, xin Ngài bất luận thế nào cũng giảng cho chúng con diệu pháp này. Con tin vô số chúng tham dự hội ở đây đều từng thân cận với chư Phật. Căn tánh của họ rất dũng mãnh, rất trí tuệ, cũng rất là sáng suốt.
nếu được nghe lời Đức Phật dạy, con tin họ sẽ hết sức tin tưởng. Không, không được. Nếu như ta nói ra bộ kinh này, thì tất cả trong đời, trời và người, cả Atula, họ đều sẽ kinh nghi. Hơn nữa, sẽ khiến cho một số tỳ kheo tăng thượng mạng, trong lòng càng cao ngạo hơn. Do đó sẽ sa vào hầm lửa lớn. Có nghiêm trọng như vậy không? Vô số tín chúng trong hội này chắp tay kính lễ Ngài, đang chờ đợi Ngài chỉ dạy. Họ đều vui vẻ tin tưởng và tuân theo lời dạy của Ngài, mà lời dạy của Ngài khiến họ có được hạnh phúc thật sự và cuộc sống bất diệt. Chúng còn rất khao khát được nghe lời pháp trí tuệ vô thượng của Ngài, bởi vì đó là niềm vui khó diễn tả của con người. Bạch Thế Tôn, đệ tử Xá Lợi Phất một lần nữa khẩn xin Ngài tuyên thuyết bộ kinh này. Này Xá Lợi Phất, bởi vì ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu đặng chẳng nói, cho nên ta quyết định phải nói. Nghe đây, lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho thật kỹ, đồng thời hãy nhớ ghi khắc sâu trong lòng. Ê ê ê, nghe thấy chưa? Ê, nghe rồi. Ông coi, Đức Phật rốt cuộc muốn tuyên thuyết diệu pháp khai ngộ gì đây? Đúng rồi, chúng ta không phải đều đã khai ngộ rồi sao? Không lẽ còn lý khai ngộ cao thâm hơn chúng ta nữa sao? Đây không phải đang nói sự khai ngộ của chúng ta là giả sao? Không phải là thật? Không không không, tuyệt đối không còn lý khai ngộ nào cao thâm hơn chúng ta. Đúng rồi đó. Chúng ta không tin. Chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi đây không nghe nữa. Đi thôi. Đi thôi. Ở đây, đây là chuyện gì chuyện vậy? Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thế là có khoảng 5.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ tín chúng lần lượt bỏ đi. Bạch Đức Phật, đây trưởng lão Xá Lợi Phất à, ông đừng vì chuyện này mà phải lo lắng. Những người bỏ đi này tự đại kiêu mạn, trong lòng họ cho rằng đã được cứu cánh khai ngộ rồi. Nếu như bây giờ ta nói ra lý khai ngộ này, sẽ bị tổn thương lòng tự tôn đó. Bây giờ những người còn ở lại đây nghe ta thuyết pháp đều không phải là kẻ dư thừa, cũng chẳng phải là những người có tâm trí hạ liệt. Các ngươi đều là những người có lòng tin vững chắc về Phật pháp. Hãy lắng nghe cho thật kỹ về những lời ta nói. Pháp mà Như Lai nói là chân thật bất hư, nhưng rất khó hiểu được cho đúng đắn, cho nên Như Lai mới dùng các loại phương tiện thí dụ để mà giảng giải pháp Phật thừa duy nhất. Pháp này chỉ có Phật mới lý giải được, đồng thời thật sự thấu triệt thật tướng. Chỉ có Phật mới hiểu được thấu triệt giáo nghĩa của Phật. Đúng vậy.
Đó là vì Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian này. Chỉ vì một mục đích, một sự việc mà Phật mới xuất hiện trên thế gian này. Đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất hiện trên thế gian này chính là để chỉ bày cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, Phật tánh. Chính vì nhân duyên này Đức Phật mới đến thuyết pháp dạy cho chúng ta tỏ ngộ Phật tánh đó. Như Lai vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở trên thế gian này, đồng thời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Pháp mà Ngài nói này đúng là Phật thừa viên mãn duy nhất. Chương 3. Phẩm thí dụ thứ 3. Chân lý của sự giác ngộ là Phật thừa duy nhất, không hai cũng không ba. Nhị thừa hay tam thừa chỉ là thủ pháp trò chơi phương tiện, nhưng là gì giúp đỡ hữu tình thoát khỏi căn nhà lửa đang rực cháy lớn. Thế giới sanh tồn trong sự mê lầm của tam giới. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử thành tâm cảm tạ lời chỉ dạy của Ngài. Do trí tuệ vô thượng của Ngài giảng nói Phật lý, giúp cho con nhận được an lạc miên viễn, nghe được giáo lý chân mà Ngài tuyên thuyết, khiến cho con có thể thoát khỏi đau khổ phiền não như lửa đốt. Xá Lợi Phất cả, trên thực tế ta ở đời quá khứ đã từng cầu đạo với hai vạn ức Đức Phật và thường xuyên giáo hóa. Nhân vì ta dùng pháp phương tiện giáo hóa ông. Xá Lợi Phất, ông ở đời này mới được ở trước ta tiếp tục học Phật pháp. Tuy là ông đời đời không ngừng tu hành, nhưng mà vẫn không nhớ được những gì đã làm và những thề nguyện đã phát ở đời trước. Ta cũng vì giúp ông nhớ lại hành nguyện Bồ Tát đời trước, và lại cũng vì các đệ tử thanh văn khác mà tuyên thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. À, thì ra là vậy. Xá Lợi Phất, ông sẽ ở đời vị lai mà cúng dường ngàn vạn ức Đức Phật, phụng trì chánh pháp. Sau khi hội đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật, và Phật hiệu của ông sẽ là Hoa Quang Như Lai. Nước đó tên là Ly Cấu. Cõi nước đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, giàu vui. Và sau khi ông đã thành Phật rồi, ông cũng sẽ dùng phương tiện ba thừa pháp để mà giáo hóa chúng sanh. Trời ơi, quá rơi đầy khắp trời kìa. Trời ơi, nhạc trời nghe thật là êm. Nhạc trời nghe thật trời là êm dịu ha. Nghe tiếng thật êm dịu. Trời ơi, hay quá. Nghe hay quá. Hay quá. Thank you.
Pháp mà ta muốn nói chính là giáo nghĩa tối cao vô thượng. Đó là pháp có thể giác ngộ thành Phật. Trước tiên, các ông phải lựa chọn cỗ xe mà người cầu pháp ngồi. Các ông có hiểu ý này không? Ngồi cỗ xe. Được rồi, để ta dùng nhà lửa tam giới thí dụ này để giải thích cho rõ. Ngày xưa, ở một nơi nọ có một ông trưởng giả. Ông tuổi tác đã cao nhưng lại rất giàu có. Ông có rất nhiều tài sản, hơn nữa nhà ở hào hoa tráng lệ. Nhưng mà căn nhà này vô cùng cũ kỹ, mái nhà được lợp bằng cỏ, không những cột nhà đã bị mục mà ngay cả tường nhà cũng sắp sụp rồi. Còn nữa, trong nhà này tuy có hàng trăm người sinh sống ở đó nhưng chỉ có một cửa để cho mọi người ra vào. Một ngày nọ, thưa chủ nhân, chủ nhân ơi, không xong rồi, thưa chủ nhân, không xong rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy? Cháy rồi. Cái gì? Cháy nhà. Cái gì cháy? Vậy mọi người đã bình an chạy ra ngoài hết chưa? Hả? Cái này chỉ còn con cái của ngài vẫn còn ở trong nhà đó. Sao ngươi không chịu nói sớm? Tại sao không cứu chúng ra? Họ đang chơi đùa rất vui vẻ, không chịu nghe lời khuyên của tôi. Hơn nữa, họ cũng không để ý đến chuyện lửa cháy này. Thậm chí các vị tiểu chủ nhân cũng không biết là ngọn lửa đáng sợ như vậy đó. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Mặc dù tuổi ta đã cao nhưng ta vẫn còn đủ khỏe mạnh. Ta sẽ xông vào nhà cứu hết bọn chúng ra ngoài ngay. Trời ơi, thưa chủ nhân, ngài làm vậy không có được đâu. Căn nhà lớn như vậy là không biết bọn trẻ đang trốn ở đâu. Một mình ngài không thể cứu được hết bọn họ ra đâu. Nhưng mà ta cũng không thể hy sinh bất cứ ai trong bọn chúng được. Tất cả bọn chúng đều là con ruột của ta mà. Trời ơi, chủ nhân à, tâm trạng của ngài chúng tôi rất hiểu. Nhưng mà... Nè, các con ơi, các con có nghe thấy tiếng của ta không? Nè, các con ơi, các con của ta ơi. Hình như là tiếng của cha kia. Mau chạy ra đi, nhà cháy rồi, mau ra đi, mau ra đi. Nhà cháy rồi, nhưng chúng con đang chơi rất vui vẻ mà. Mặc kệ cha, chúng ta chơi tiếp đi. Các con ơi, lửa cháy rất đáng sợ. Nếu các con vẫn còn ở trong nhà sẽ bị thiêu chết đó. Mau ra. Hả? Cha nói cái gì vậy? Cha ơi, chúng con nghe không hiểu cha nói gì hết. Ta đã nói rõ như vậy mà bọn chúng vẫn không hiểu. Nhưng ta cũng không thể nhìn bọn chúng bị lửa thiêu chết được. Ta phải làm sao bây giờ? À, có rồi. Nè, ngươi qua đây, nhanh lên. Dạ, chủ nhân. Mau, chuẩn bị đi, mau. Dạ. Nè, các con ơi, các con có nghe gì không? Ở đây có rất nhiều đồ chơi, mau ra đi chơi đi. Có xe trâu, có xe dê, xe hươu, đều là những thứ các con rất thích. Mau ra đi đi. À, có đồ chơi kìa, mau đi lấy đi. Ừ, đi thôi. Tốt rồi. Nè các con xem, xe trâu này đẹp hơn xe hươu, mà còn chạy nhanh hơn nữa, có thể đến đích nhanh hơn. Cha sẽ tặng cho các con mỗi người một chiếc xe trâu. Hay quá. Hiểu rõ chưa?
Thí dụ này, căn nhà cũ kỹ mà rộng lớn ở trong câu chuyện đó không phải là gì khác mà nó là chỉ cho tam giới đầy dẫy tất cả những đau khổ này. Những đứa trẻ ưa chơi đùa trong căn nhà cũ kỹ và mục nát này chính là chỉ cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh. Đúng vậy. Tất cả chúng sanh cũng giống như đang cùng sống trong nhà lửa đang thiêu đốt đau khổ và bất an, nhưng lại vui đùa không biết gì. Cớ sao lại không biết được những nguy hiểm? Đó là bởi vì họ đã bị vô minh che lấp. Đúng vậy, tất cả chúng sanh giống như cùng sống trong căn nhà lửa đang thiêu đốt đau khổ và bất an, nhưng lại vui đùa không biết gì. Cớ sao lại không biết được những nguy hiểm? Đó là bởi vì họ bị vô minh che lấp. Vô minh? Khờ quá, có nghĩa là không hiểu rõ trí tuệ của Đức Phật đó. Bởi vì vô minh nên khó phát giác được những tình hình nguy hiểm ở trong căn nhà. Như khắp nơi trong nhà đều là rắn độc, mãnh thú, như côn trùng, rắn rết, lang sói, ma quỷ, dạ xoa. Nhưng họ lại không biết. Đây chính là nhân sinh vô minh, không hiểu rõ trí tuệ Phật. Một khi nhà cửa bị cháy rồi, tất cả sẽ hóa thành tro dụng. Cho dù không bị cháy thì người vô minh lúc bình thường cũng sẽ chịu tất cả đau khổ. Đó chính là tất cả các loại khổ như sanh lão, bệnh, tử, lo âu, buồn đau, khổ não, thất vọng, tâm thần bất an, vân vân. Trong sự khổ não này, con người luôn chìm đắm trong ái dục, tâm thần bất an, phải hứng chịu đau khổ. Vì không triệt ngộ nên không có cách nào thoát ly được những khổ não này. Như Lai có phải đã từ bỏ tam giới đầy đau khổ này rồi không? Không. Tuy tam giới giống như ngôi nhà lửa vậy, nhưng Như Lai lại xuất hiện ở trong đó. Vì sao vậy? Đúng vậy. Đúng rồi. Sao vậy chứ? Bởi vì tam giới chính là trú xứ của Như Lai. Tất cả chúng sanh trong tam giới, họ đều là con cái của Như Lai, mà người cha sẽ không từ bỏ bất kỳ một người con nào cả. Do đó, Như Lai đã mượn phương pháp di diệu để làm phương tiện chỉ dạy từng người con và tất cả chúng sanh, nhưng mà vẫn không có cách nào giúp cho một số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Vì sao vậy? Bởi vì trong lòng của chúng sanh vẫn tràn đầy dục vọng, chấp trước trong đó, không thể tự giải thoát được. Chúng sanh không thể ngộ được trí tuệ của Phật, cho nên không thể ra khỏi tam giới. Giống như không nhận được sự giúp đỡ là
không thể thoát ra khỏi nhà lửa đó vậy. Vì vậy, với phương pháp vi diệu là dùng ba thừa pháp để cứu độ chúng sanh. Ba thừa pháp hả? Ba thừa là chỉ thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa.